Sáng ngày 20 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung và các bị cáo khác trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C, xử lý ô nhiễm nước hồ. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 6. Sau phiên tòa sơ thẩm ngày 13 tháng 12 năm 2021, ông Nguyễn Đức Trung có đơn kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là không đúng nên ông đã có đơn kháng cáo kêu oan. Trước đó, như báo Sài Gòn Giải phóng đã thông tin, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2021, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt ông Nguyễn Đức Trung 8 năm tù bị cáo Nguyễn Trường Giang 4 năm 6 tháng tù và bị cáo Võ Tiến Hùng 4 năm tù cùng về tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cấp sơ thẩm tuyên buộc các bị cáo phải có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn dân sự là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, số tiền hơn 36 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Đức Trung phải bồi thường 25 tỷ đồng theo bản án sơ thẩm, năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác xử lý, cải tạo khắc phục ô nhiễm nước các sông hồ trên địa bàn thành phố bằng cách tìm kiếm các công nghệ tiên tiến phù hợp để xử lý ô nhiễm nước hồ trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Đức Trung với chức năng nhiệm vụ là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã lựa chọn công nghệ xử lý nước ô nhiễm của công ty Quarter, Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức đoàn tham quan, thử nghiệm, đặt hàng sản xuất ra chế phẩm Redoxi 3C để sử dụng vào việc xử lý ô nhiễm nước tại thành phố. Sau đó, ông Nguyễn Đức Trung chỉ đạo bị cáo Võ Tiến Hùng mua chế phẩm Redoxi 3C thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Arctic do Nguyễn Trường Giang làm giám đốc, là công ty gia đình của bị cáo Nguyễn Đức Trung, với động cơ vụ lợi gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước với tổng giá trị thiệt hại hơn 36 tỷ đồng.